Hello, xin chào các bạn đến với channel của AD. Channel của mình thì chuyên làm về hướng dẫn edit video, hình ảnh, mai mốt sâu hơn nữa là VFX và 3D. Đặc biệt là sắp tới mình sẽ làm những cái nội dung mà phân tích cho các bạn hiểu từ cái khâu tiền kỳ chuẩn bị ra làm sao để ra một cái footage nó ngon. Nó ngon xong mình vô trong cái phần hậu kỳ mình làm VFX nó mượt. Và đương nhiên là để những người anh em của tôi có thể thực hành thì mình sẽ hướng dẫn những cái hiệu ứng mà các bạn có thể hiểu và tự quay được, sau đó tự thực hành được và post những cái video thành phẩm của bạn vô trong group của Quả AD. Và tôi cực kỳ khuyến khích các bạn làm những cái kiểu video như này để có thể nâng cao cái kỹ năng của mình hơn. Đừng có ngại vì sợ mình làm xấu, miễn là đăng lên và có người góp ý cho các bạn thì lần sau các bạn chắc chắn sẽ làm tốt hơn. Không có luyên thuyên nữa, hôm nay mình với các bạn sẽ làm cái hiệu ứng này. Mà công nhận cái team VFX của phim này nó đẳng cấp thiệt. Thứ nhất là ít người, thứ hai phần lớn đều là dân tự mày mò tự học về VFX, cái thứ ba là cái đẳng cấp nhất đó là cái bộ phim này nó có kinh phí rất là thấp. Và những cái kiểu VFX á thì đôi khi nó rất là phức tạp và rất là tốn tiền, nhưng mà những cái con người đó đã làm cho mọi thứ nó đơn giản hơn. Nếu như không tạo được cái donut 3D thì người ta tạo ra một cái donut thật bự ở ngoài đời làm luôn cho nó dễ. Cái đó thực sự rất là đỉnh cao và nó truyền cảm hứng cho mình rất là nhiều, và mình khuyên các bạn là cũng nên học tập theo như vậy. Cái gì nó khó thì mình sẽ biến nó thành đơn giản mình làm. Rồi, lại luyên thuyên rồi, bây giờ chúng ta trở lại. Thì để làm được cái hiệu ứng như vậy thì cần phải chuẩn bị những gì? Thứ nhất, về cảnh quay thì các bạn nên đặt camera một chỗ rồi quay. Còn nếu mà muốn nó rung cho nó thật á thì lát nữa vô phần hậu kỳ mình rung sau, khỏe hơn không? Vấn đề thứ hai nó nhức nhối nè. Cầm cây gậy á, là các bạn bắt buộc phải cố gắng lấy nét ở phần tay, thì lát nữa roto hoặc là mình mask nó tracking nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Nhớ nha, là phải có nét ở phần tay. Còn hãy ao nét ở phần tay là mắt nó cười. Về khâu tiền kỳ thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Tới khâu hậu kỳ thì cần phải làm những gì? Có minh họa cho các bạn dễ hiểu luôn nè. Thứ nhất là chúng ta nhân đôi cái layer lên, và cái layer ở trên thì các bạn sẽ tách cái phần tay, cái phần tay mà nó nắm và nó che đi mấy cái cây ở bên trong á. Xong rồi thì các bạn sẽ nhét những cái vũ khí vô trong cái layer giữa, và chúng ta sẽ được một cái kết quả là cái bàn tay đang nắm cây gậy ở bên trong. Nhưng vấn đề là cây gậy á, nó cũng phải tracking và chạy theo cái tay. Chứ nếu mà cây gậy chỉ đơn thuần mang vô không là cái tay di chuyển là cây gậy nó nằm yên có chỗ là trật lất rồi, đúng không? Còn một cái bước cuối cùng đó là mình sẽ chỉ các bạn cái mẹo làm sao để matching color của những cái cây vũ khí nó giống với lại cái màu background. Chứ cầm cây gậy Sakuga chạy không vậy thì nó kiểu nó hơi thô. Mình phải làm sao cho cây gậy nó giống như là nó đang nằm ở trong môi trường của mình. Mặc dù đây chỉ là 2D, hơi khó matching xíu, nhưng mà chắc chắn nó sẽ giúp các bạn rất là nhiều trong những cái video matching lần sau. Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho ngươi phải hiện nguyên hình ngay lập tức. Như mình đã nói thì bây giờ vô sử dụng roto rồi tách cái tay ra luôn ha. Ai chưa biết xài thì chọn vô công cụ này nè, xong double click vào trong cái hình mà mình muốn tách. Thông thường là mình không có track từ A đến Z đâu, mình sẽ chọn đến cái phần giữa của cái layer, sau đó mình sẽ bắt đầu track ở cái khúc này. Đó, như mình đã nhắc các bạn hồi nãy là cái phần track nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều nếu mà chúng ta quay và có nét ở cái phần tay, thấy không? Nó đơn giản mà quẹt quẹt cái là ra cái hình ngón tay liền. Do mình quay không có để ý sao á, cho nên là nó hở cái phần kẽ tay. Đương nhiên là khi mà hở cái kẽ tay như thế này á, thì chúng ta cũng phải nhấn giữ Alt và loại bỏ đi cái phần kẽ ở bên trong. Nếu bạn nào muốn cái khâu hậu kỳ cho nó khỏe thì lúc quay nhớ là kẹp mấy cái ngón tay nó sát lại với nhau thì chúng ta sẽ đỡ xử lý mấy cái phần nhỏ nhỏ này hơn. Nó kỹ rồi á thì chúng ta sẽ bắt đầu điều chỉnh mấy cái thông số tổng thể. Ví dụ như ở trong roto thì mình sẽ để cái quality của nó là best để cho nó ra cái chất lượng track nó tốt hơn. Với lại ở trên cái phần timeline các bạn thấy không? Cái phần track nó sẽ dài ra hai bên, nó khá là dư so với cái phần mà mình cần. Cho nên bây giờ các bạn kéo làm sao để cho nó track ở trong cái vùng mà chúng ta cần thôi. Ví dụ như chỗ kẽ tay này nó chưa có kỹ nè, thì chỉ cho các bạn một mẹo là để phóng to thu nhỏ cái bút của chúng ta thì nhấn giữ Ctrl rồi click thẳng vào trong màn hình, kéo qua kéo lại thì cái bút của các bạn nó sẽ tăng to giảm nhỏ. Ok, xong cái khâu chuẩn bị roto, bấm space một phát thôi là máy nó sẽ tự roto cả cái phần trước và phần sau cái kim thời gian của chúng ta. Đó, thấy nó khỏe. Khoan, cái chỗ này hình như là cái tay nó bắt đầu bị trượt trượt rồi nè. Rồi xong, có vẻ là mình với các bạn phải roto bằng tay từng frame này đó. Thì ở đây roto bằng tay thì các bạn có thể nhấn bay up bay down để đi từng frame chỉnh lại cái phần ở cái ngón tay phía dưới rồi không? Nói chung phần editor rồi các bạn. Trời độ thì khỏe, còn trời không độ thì cày sáng chiều thôi, gì đâu. Khúc này cực khổ quá, không muốn cho các bạn thấy nên mình tua nhanh cho nó lẹ nha. Ok, một hồi ngồi tách thì nó cũng xong rồi các bạn. Bây giờ là các bạn cần phải kiểm tra lại là cái chỗ track của mình á, có cái gì bất ổn mà có gì nó nhảy không. Nhảy thì mình track lại đúng cái frame đó, còn không thì ok hết rồi.
Cuối cùng cái nút bấm hạnh phúc nhất là cái nút freeze, là để mình lưu lại những cái gì mà mình vừa roto, chứ không lát nữa các bạn mà đổi ánh sáng, đổi cái gì liên quan đến position, cái là cái layer nó sẽ bắt bạn track cái roto lại lần nữa đó. Đợi một xíu là xong rồi. Bây giờ trở ra cái con bên ngoài, lúc này là chỉ thấy mỗi cái tay thôi. Các bạn cần phải điều chỉnh cái roto lại làm sao cho cái tay của chúng ta nó mịn và nó tách ok nhất. Đại loại mình thấy là cái tách này cũng ngon rồi đó, không có còn gì phải sửa đâu, cho nên là ok, chốt đơn. Xong rồi, để lấy lại cái background thì các bạn cứ nhân đôi cái layer hồi nãy chúng ta roto ra. Và đương nhiên cái layer ở dưới á, thì các bạn sẽ xóa cái phần roto đi, thì nó sẽ trả lại cái background cho chúng ta. Lúc này chúng ta sẽ có hai layer, ở dưới là background, còn ở trên là cái tay không. Theo kinh nghiệm xương máu của mình á, là nên rename lại cho cái layer tay đi, chứ không lát nó lẫn lộn chết luôn á, tìm mệt lắm. Ok, giờ làm cái bước là lôi cái cây gậy vô ha. Nhớ là cây gậy nó phải nằm giữa cái layer bàn tay và cái layer background nha. Nhưng nếu như các bạn chèn thẳng cây gậy như vậy á, mình khuyên là không nên. Tại vì cây gậy của mình hiện tại là hình PNG nó khá là nhỏ. Lát nữa mà bỏ mấy cái hiệu ứng glow vô là nó bị lỗi liền. Cho nên là mình sẽ để cho nó vừa với lại cái khung hình. Sau đó recom nó lại thành một cái layer mới. Mình thấy các cây gậy tải trên mạng về á, 10 cái là hết 5 cái là nó không vừa với tay của mình rồi. Cho nên nếu cái nào không vừa thì các bạn vào trong Photoshop các bạn điều chỉnh lại nha. Như mình giờ là đặt cái tay là vô vừa cái cây đúng không? Nhưng mà cho nó chạy nè, đó trật lất luôn. Vậy giờ phải làm sao đây? Như ban đầu mình đã nói là các bạn cần phải tracking cây gậy này vào trong cái phần bàn tay đúng không? Tạm thời tôi tắt cây gậy với lại cái bàn tay để các bạn tập trung vô background nha. Các bạn vào trong một tracker, bấm vào track motion. Trên màn hình nó hiện ra một cái cục track cho chúng ta. Nó kêu là các bạn đưa cái cục này đến cái vị trí mà chúng ta cần track. Thì trên bàn tay có cái chỗ nào mà nó không di chuyển và nó không thay đổi nhiều thì chúng ta chọn vào. Như cái kẻ này chẳng hạn. À dạ, mém tí quên dặn là phải nhớ đưa cái kim thời gian về cái điểm bắt đầu của cái layer rồi mới bắt đầu track nha. Track xong, ra kết quả thì nhớ kiểm tra lại coi ở cái chỗ nào giật không nha, rồi mình điều chỉnh lại ngay cái chỗ đó cho nó track lại. Như mình check ở đây thấy nó cũng ngon lành rồi. Giờ ra ngoài cái công chính ha. Hiện tại là chúng ta cần phải tạo ra thêm một cái null. Cái null này các bạn biết dùng để làm gì không? Hồi nãy á, là chúng ta track cái data ở trên cái tay đúng không? Thì bây giờ chúng ta cần phải dán cái data đó lên trên cái null. Và cái null đó sẽ chạy theo cái tay của chúng ta. Đương nhiên khi cái null chạy theo rồi thì sau này các bạn bỏ thêm các cái vũ khí vào. Thì chúng ta chỉ cần link cái vũ khí vào trong cái null là tự động cái vũ khí nó sẽ ăn theo cái tay, hiểu không? Thông thường thì mình sẽ điều chỉnh cái null đến cái vị trí của cái tay trước. Nói chung là track ở đâu thì mình sẽ đưa cái null ra cái vị trí đó trước cái đã. Giờ trở lại cái phần tracker hồi nãy ở trong cái layer background. Nhớ chọn lại đúng cái layer hồi nãy track thì nó mới hiện ra cái phần tracker. Bây giờ chọn vào trong edit target nè. Chọn đúng cái phần null là cái nơi mà chúng ta sẽ dán cái data tracking vào. Rồi bấm apply. Thì ở trong đây mình sẽ để nguyên bản là XY luôn. Rồi bấm OK. Đó, xong rồi đó. Nó nhảy cái bụp lại đây. Chạy thử cho các bạn coi nè. Đó, thấy cái cục nun nó chạy theo cái tay là vui rồi. Giờ là chỉ cần gắn cái vũ khí theo cái cục nun là OK. Tới đây là chắc cũng hiểu dần rồi đúng không? Nói cho vui vậy thôi chứ chưa xong đâu. Rồi, mở lại cái gậy của Sakuga. Và chúng ta sẽ có một cái gậy nó nằm sẵn ở trong cái vị trí bàn tay như thế này. Và đương nhiên là chỉ cần kéo cái link của cái gậy nối vô trong cái nun là ok. Cho các bạn coi thủ lĩnh theo bài quạt đề múa nè. Đó, cái gậy nó chạy theo cái tay rồi, đâu cần phải làm gì nhiều nữa đâu. Phải mở cái tay lên nữa thì nó mới hợp lý chứ. Đó, lụm liền. Rồi, tới đoạn này thì chắc là phải thay cái vũ khí khác. Thì mình sẽ lấy toàn bộ các cái kiếm ở trong cái phim... À không, cái game Wii. Mang cây nào vô thì mình cũng sẽ recom nó lại, rồi sau đó mới điều chỉnh lại kích thước cho nó phù hợp với lại cái tay cầm. Tại vì cái phần tiếp theo thì mình làm cũng y chang như là gắn cây gậy Sakuga vậy thôi, cho nên là sẽ tua nhanh nha, để tiết kiệm thời gian. Và tới cuối cùng thì chúng ta có một cái kết quả nó giống như vậy. Nhưng mà bây giờ các bạn sẽ thấy là cây gậy nó cầm trên tay nó trượt màu và nó không có dính với lại cái nền. Thì chúng ta sẽ tới với lại cái bước là color matching. Và ở cái bước này á, thì nếu ai mà chưa biết sử dụng cái khớp á, các bạn biết khớp bằng cái cong dẻo dẻo đó, thì nếu ai mà chưa biết sử dụng cái này thì mình đã có một cái video nói rất là sâu vào trong cái Lumetri và Lumetri Scope rồi, thì coi đi xong hiểu là mai mốt xài mấy cái này nó đơn giản lắm. À, vẫn là như mọi ngày, ngắt các bạn một xíu là quả tre đang có khóa học về Premiere Pro. Nói chung là khóa học này là mình đã xây dựng đầy đủ tất cả những cái kiến thức về biên tập video và những cái sử dụng ở trong Premiere đủ kiểu luôn rồi, cho nên các bạn có thể thoải mái mày mò những cái thể loại video mà các bạn thích. Còn
còn các bạn mà thích edit những video nhanh, những video cá nhân, làm thương hiệu cá nhân dễ dàng á, thì có thể tham khảo khóa học CapCut. Sắp tới CapCut có vẻ là mình sẽ thêm luôn cả cái phần tự quay, tự dựng từ cái tiền kỳ cho tới hậu kỳ để ra một cái sản phẩm cho cá nhân mà chất lượng cao nha. Rồi, bây giờ chúng ta lại vào trong cái phần học. À, của link đăng ký khóa học thì mình sẽ để phần dưới mô tả của video này, các bạn có thể nhắn tin vào và được tư vấn. Bây giờ chúng ta vào lại cái phần hướng dẫn. Phần thực hành này là mình giữ lại chỉ có 3 cái thôi. Cái tay đã được tách nè, cây gậy nè và cái background. Đương nhiên là chúng ta sẽ bỏ những cái hiệu ứng matching color vào ở trong cây gậy để điều chỉnh màu sắc của nó. Thông thường mình sẽ sử dụng là curve. Nhiều bạn thì cũng có thể sử dụng cái level nếu như mà các bạn quen với cái đó. Đầu tiên là mình với các bạn sẽ matching màu đỏ trước. Ở trong curve mình sẽ chuyển cái channel sang màu đỏ và trên khung review mình cũng sẽ chuyển sang khung màu đỏ luôn. Bây giờ để giải thích về màu sắc thì nó sẽ khá là phức tạp, nhưng mà mình có một cái mẹo như này cho các bạn dễ hiểu, là các bạn chỉ cần điều chỉnh lại cái curve làm sao cho cái vùng sáng và vùng tối của cây gậy nó bằng với lại cái vùng sáng và vùng tối ở trong cái bức hình background. Mà đặc biệt lưu ý nha, là chúng ta chỉ cần matching cái vùng màu gần với lại cái vật thể thôi. Ví dụ như cây gậy nó đang nằm ở trên tay mình và nó gần người mình, thì các bạn chỉ cần căng cái mức màu nó gần người mình thôi, chứ không có cần phải căng nguyên cả một tấm hình ở những cái góc gác ngoài kia. Như các bạn thấy ha, bây giờ là cái phần màu đỏ nó cũng đã gần gần giống, nói chung là gần như là nằm chung trong một khung hình rồi đó. Thì chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang cái channel green. Nhớ là thay đổi cái channel của cả curve và của cả khung review luôn nha, chứ không chỉnh lộn nữa. Còn lại cái channel blue thì nó lại quá dễ dàng rồi, đúng không? Ok, chuyển sang channel blue thì các bạn có thấy không, cái cây gậy nó có vùng sáng và vùng tối nó cực kỳ là gắt luôn. Vùng sáng thì không nói, nhưng mà cái vùng tối là tối đen luôn, cho nên các bạn phải kéo cái vùng tối nó lên xíu để cho cân bằng với lại cái màu ở khoảng cái vùng tóc của mình kìa, thấy không? Thế là xong ba cái channel thì các bạn nhớ vô lại khung review và mở lại cái chế độ là RGB. Lúc này các bạn sẽ thấy trời đất ơi, cũng dễ mà đúng không? Cái màu nó cũng sẽ tương tự với nhau thôi. Đương nhiên nó sẽ có các cái cách đo đạc về cái màu khác nhau nữa, nhưng mà mình sẽ để một cái video làm về matching nó kỹ hơn cho các bạn nha. Hey, nhớ đưa cái phần curve về RGB và chỉnh lại cái ánh sáng của cây gậy sao cho nó matching với lại cái toàn cảnh đó. Để ăn dành xíu thì chắc là thêm tí deep glow nữa để cây gậy nó bừng sáng lên, thì nó sẽ bớt lộ mấy cái khuyết điểm của cái 2D đi. Ngoài ra cái cây gậy 2D á, thường nó rất là nét, cho nên mình cũng phải thêm một tí noise, một tí gain để cho cây gậy nó trộn với lại cái khung hình. Khung hình của mình các bạn nhìn thấy background không? Nó có mấy cái hạt nhiễu của noise á, thì cây gậy của mình nó cũng phải có mấy cái đó, chứ không là cây gậy nó nét quá thì nó sẽ dễ bị tách ra khỏi khung hình lắm. Trời ơi, các bạn tưởng xong rồi không? Chưa xong đâu. Thấy cái tay nó nắm cây gậy nó hơi giả không? Nó cần có một tí shadow để đổ vô trong cái cây gậy thì trông nó mới thật được. Vì cái tay nó cũng đang nét quá, lát nữa mình phải chỉnh cho nó blur xíu. Ok, để tạo được cái bóng từ cái phần tay thì dễ mà, chỉ cần nhân đôi cái layer tay ra, sau đó cái layer dưới thì mình sẽ phải đổi tên lại, chứ không là lát dễ nhầm với cái tay với lại cái bóng lắm. Muốn làm bóng nó nhanh thì các bạn chỉ cần click chuột phải và đổi cái chế độ hòa trộn của nó về multiply thôi, là cái màu đấy rất là giống cái bóng rồi. Này nè, mình zoom lại rồi mình lôi cái bóng ra cho các bạn coi nè, đó. Rất là dễ đúng không? Bây giờ chỉ cần thêm một chút blur rồi thêm một tí noise vô nữa là tự nhiên cái bóng nó trộn với lại cái khung hình nè. Trời ơi, trông cũng hợp lý vậy, nhưng mà chỉ có một cái vấn đề là mình nhìn vô cái tay nhiều quá, mình mà nhìn lên cây gậy một chút nữa là 10 điểm. Còn đây là cái kết quả cuối cùng nè. Không biết các bạn có nhận ra một cái vấn đề ở đây không? Là cái video của mình nó không có motion blur. Lúc quay thì mình đã tăng cái tốc độ màn trập lên, cho nên motion blur này gần như đã mất. Rồi cái lúc cái vũ khí nó chuyển qua chuyển lại thì trông nó chưa được mượt, nó không có tự nhiên. Cách giải quyết thì nó rất là đơn giản, chỉ cần gộp hết tất cả những layer này lại thành một cái comb mới, và sau đó trong cái comb này mình sẽ bỏ một cái hiệu ứng tên là Real Smart Motion Blur. Cái hiệu ứng này nó sẽ tự động add cái motion blur vào trong các cái chuyển động hoặc là thay đổi trong cái video của chúng ta. Trời ơi, chờ một chút nó coi đẹp lắm. Đó, thấy cái kết quả nó chạy chưa? Các cây kiếm á, nó chuyển qua chuyển lại với nhau rồi phải có motion blur giống như thế này nè. Bây giờ mình tắt thử cái motion blur cho bạn coi nha. Đó, trông nó thật hơn rất là nhiều đúng không? À, ở đây các bạn sẽ nhận ra một điều khi mà mình tua chậm nữa, đó là mỗi lần cây kiếm nó thay đổi á, thì ánh sáng của nó sẽ ảnh hưởng lên mặt của mình và ảnh hưởng lên tay của mình. Cái này thì mình cũng sử dụng mask và mình đặt keyframe cho nó đổi màu từ cái này qua cái kia thôi. Nhưng mà chốt lại là mỗi lần mà muốn ngựa thêm cái glow hay ánh sáng cho vật thể á, thì phải để ý những thứ xung quanh nó nha. Rồi cuối cùng mình cũng đã là thủ lĩnh thẻ bài, còn các bạn cũng đã hiểu được cái cách làm cái hiệu ứng này rồi đúng không? Thì hy vọng là nếu như các bạn có những cái sản phẩm cá nhân á, thì cứ đăng sẽ thẳng vào trong group tổ quà thì mình để ở đây nha. Còn ai mà anime, weebu
chúng ta có kênh Anime Rewind rất là phù hợp cho những bạn weebu như mình. Thôi, giỡn vậy thôi. Chứ hy vọng là video ngày hôm nay có thể giúp ích được cho cái công việc trong tương lai của bạn. Và nếu mà thấy nó hữu ích á, thì cho ngay một like và một subscribe. Ngay lập tức đi, không lát quên á. Rồi, cuối cùng thì cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã luôn luôn theo dõi kênh Quả HD. Và nếu như muốn follow thông tin của mình, công việc của mình á, thì mình để Facebook ở đây, Insta ở đây và TikTok ở đây luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem tới đây.